Xin chào các bạn trở lại kênh của Tinh Map TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình đi chở bé Vàng Kem đi mua sữa cho bà chó Mật đã sinh được mấy em rồi, nên bây giờ mình mua sữa tẩm bổ cho đàn chó con với bé chó Mật đã thành chó mẹ rồi. Thì bây giờ mình quen kết lời các bạn. Đó thì bây giờ bé Mật mình đem lên nhà trên các bạn, mà coi cho nó ăn thấy ghê họ. Nó ăn yếu quá. Tối ngày ngồi trong đây mà sáng về mình phát hiện nó đè hết đứa xỉu rồi. Mình đi cho nó đi rồi. Giờ còn có ba con hả các bạn, bị đè ngọc hết đứa rồi. Thì bây giờ mình cho nó ăn quá trời, nó ăn luôn mà nó không ăn các bạn. Mình thao nước cái bên luôn. Rồi mới quậy ca sữa nữa mà nó uống miếng chừa. Để đây lát gì quậy tiếp. Bây giờ mình đi vô đây mình lấy cái này mình cột vô cái lưng với mình bé Vàng Kem các bạn. Rồi đi thôi. Rồi mình lấy cọng dây nhỏ xíu mình cột. Rồi. Đây. Đây con. Rùm beng quá. Đây. Trời đi vòng vòng kia nhức cái đầu quá trời ta. Lên xe. Rồi lết. Trời ơi giỏi ta. Rồi lên. Rồi đứng ở đây. Người cha đổ cái nón bảo hiểm vô coi. Đứng đó. Con tay không. Rồi đi thôi các bạn ơi. Con bé không được đi chơi chửi. Bé chưa biết ngồi các bạn. Rồi đứng đây. Người ta đứng bụng mình. Có cái dây nhỏ nhắn nhẹ. Mình chạy rất chậm các bạn, để lát mình chớp máy là mình ẩm nó. Rồi cái phòng khám chỗ bán đồ cho mấy chú chó nghỉ rồi các bạn ơi. Rồi cái phòng này này mất nghỉ rồi, quê không mua xúc xích về cho bé bầu ăn đỡ đi. Rồi đứng ở đây nha ông. Cây xúc xích heo này. Còn hai cái bánh này nữa. Bỏ chung hai cái luôn. 10.000. Rồi đây rồi đi. Rồi. Thôi xin chia tay các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hôm nay mình chở bé Bàn Kem đi chợ mua sữa cho bé Mật. Bây giờ tiệm người ta chủ nhật người ta đóng cửa rồi các bạn, nên bây giờ mình mua cho bé Mật miếng xúc xích ăn đỡ. Thì nãy giờ sẵn đi chơi, hôm nay mình chở bé Vàng Keo đi chơi luôn, nên bây giờ mình xé cái bịch xúc xích mình cho nó ăn một cái rồi, mà nãy quên bấm cái qua luôn rồi. Đó thì hôm nay bé Vàng Kem được đi chơi không thỏa thích. Để mai mình nghiên cứu mình chế cái gối của mấy đứa nhỏ mà hay ngồi nó bấu lên nó dính ra đây, nó không làm chạy xe mình nữa rồi. Nãy giờ mình làm chạy xe ráo luôn. Thì bây giờ mình tới tiến công ra vào cái nhà văn hóa mình. Trong đây có mấy con khỉ các bạn, mấy con khỉ, mấy con này con kia, để cho bé Vàng Kem nó lần đầu tiên nó biết con khỉ là con gì. Đó thì bây giờ mình sẽ quay một cánh lại và quay mình xin tạm dừng video tại đây để mình tiếp tục mình quay video mới các bạn.